Tại vì em là một người, một trong những người mà anh em mà support, ủng hộ cái channel. Tụi anh không có gọi fan mà tụi anh gọi là những người support, những người ủng hộ về gia đình thôi, anh em cùng đam mê. Thì câu hỏi đầu tiên là lý do tại sao em đi đến con đường sưu tầm giày và nghiện giày và khùng để mua giày. Tại vì đơn giản thôi, hồi xưa đi học thấy người ta mang là thích. Nói lớn lớn rồi nha. Hồi xưa đó đi học người ta mang đúng không, mình thích mà mình lúc đó cũng không có tiền đâu, cái mình mới lại mình hỏi ê cho tao mượn đôi giày đang còn, coi thử coi, mà nó không cho mượn thì mình mới tức quá, thôi mình mới suy nghĩ, thôi mình gán mình làm bao nhiêu tiền mình mua hết đi, hết đôi nào mình mua đôi đó để mình không có hối tiếc. Ok, không hối tiếc là mình đã sở hữu được nó phải không? Đúng rồi. Ok. Rồi còn câu hỏi thứ hai, em thấy cái vấn đề mà em đang đi làm hiện tại, em đâu phải làm lớn công chức hay gì đâu, em làm thu ngân có minimum wage là tiền căn bản thôi, thì có bao nhiêu em cũng dồn vô đây hết, thì em cảm thấy có sót không? Không. Không à? Tại sao? Lý do đó mình sống với đam mê mà đâu có sót được. Ừ. Mình cái đam mê của mình đúng không? Mình bây giờ á thì con người ai cũng phải sống có đam mê. Ừ. Thì các bạn mê cái gì thì các bạn phải chơi. Lúc mình về già đó mình còn mình về già nhiều khi mới nói già nó hư hết rồi, mình phải dục chứ, chứ mình đâu phải để được. Thì nó trong ký ức đó, nó hiện ra. Thì mình ngồi mình cười với cái đó, mình chính xác, cái đó là anh thích nhất. Mình cười cái đó mình có thể những cái ký ức đẹp, những cái người bạn già hồi xưa, ví dụ chơi già chúng mình đi, ừ hồi xưa tao mày cùng đi mua đó, mình nhớ không? Mình ngồi mình cười, mình ngồi mình uống trà, mình ngồi mình kể lại cũng rất là vui rồi, thấy không? Mình ngồi mình cười uống trà, còn không mình nói chuyện với vợ mình hay là bạn gái mình. Nói hồi xưa anh cực khổ để anh kiếm được cái thứ mà anh thích, nên anh đam mê thôi. Anh không hối hận. Đúng rồi, anh không hối hận, cũng như yêu em vậy thôi. Đúng. Để bà kể con nghe về một huyền thoại. Trong khi mà sưu tầm dài em có gặp khó khăn gì không? Khó khăn gì nhất á? Thì tiền thì lúc nào thì tiền thì đương nhiên thì đi làm phải có rồi đúng không? Ừ. Cái khó khăn nhất là cản trở của gia đình. À, lúc đầu á thì mua một đôi hai đôi không nói, cứ từ từ cứ từng đôi từng đôi từng ba má mày coi vlog mày coi sao? Dạ, yeah, con xin lỗi ba má trước hả? Không sao đâu. Cô chú ơi, đừng có chửi con nha, con không có suối nó mua dài đâu. Rồi thì, sao nữa? Thì tại vì á là một đôi hai đôi ba đôi không ai nói gì hết. Bắt đầu cứ ngày qua ngày, từng qua từng, tháng qua tháng, từ ba đôi lên một chục đôi, một chục lên hai chục, ba chục, năm chục, sáu chục. Thì bắt thì cái đỉnh điểm á là đó là dính là tại hai chục đôi. Thì mẹ chửi. Mẹ kêu mày mua mày trả cho tao. Thì đó, mày trả mày tự đi mày trả, con không trả. Mày lì thiệt. Tại vì mẹ mình lúc đó thì mình mới đi làm mà đâu có tiền đâu, không phải để dành tiền mua xe. Đi làm xong rồi cái có cái chân để đi bên xứ Mỹ. Thì mẹ mới nói thì mày trả đi cho mày mua xe, không đi bộ đi làm. Hoặc là đi dán chuột đi làm, chứ không đi, chứ không bán cái mê của mình, bán cái đam mê, không có đem trả những cái thứ đó lại cho người ta. Hay. Mua là phải giữ. Ví dụ bạn thích một chiếc xe, bạn mua xe đi, giờ vợ mày phải đi trả xe đó. Đúng không? Mình đó sống theo cái nhiệt huyết, theo cái đam mê, là mình mê dài, mình mê xe, mình mê súng, ok sống gì nó đi. Đúng rồi. Để già không có tiếc. Thôi. Có mày trai không? Bảy à. Ok bạn, trước khi vào video thì cho Nguyên xin lỗi, tại vì hiện tại Nguyên không có cái không gian để quay cho các bạn, tại vì trong nhà thì nó chật hết rồi, cho nên Nguyên đành phải để ở ngoài này. Ngoài này thì ngoài gara, cho nên bữa nay nó xui cái là nó hơi gió, thông cảm các bạn nếu như các bạn nghe được những tiếng gió. Ok các bạn, rồi vô đi. Em tên gì? Em tên Dan Nguyễn. À, tiếng Việt là Dân Nguyễn nha. Okay. Năm nay bao nhiêu tuổi? Năm em 20 tuổi. 20 tuổi phải không? Rồi, tiếp tục giới thiệu đi. Cái bộ đóng giày này trước khi đó là em đi làm nghề gì mà em mua được những đóng giày này? Em làm nhân viên thu ngân thôi. Thu ngân ở đâu? Ở Lee Sandwich. Cái tiệm bánh mì ở bên đây cũng nổi tiếng đó các bạn. Giống như McDonald's vậy, bây giờ nó có một cái đường băng chuyền luôn, là rất là nhiều chi nhánh. Thì làm minimum wage. Rồi sống chết vì đam mê. Không chết vì đam mê. Nhiều sáng mình phải ăn bị gối. Rồi lý do nào tại sao em đến với dài? Nói nhanh gọn lẹ thôi. Lý do là thích. Rồi thích nó thì mình
muốn mang được, sở hữu được nó. Thế thôi. Thế thôi hả? Thế thôi. Bây giờ từ 1 đến 10 em thích dài bao nhiêu? Từ 1 đến 10. 8 điểm. 8 điểm. Ồ, còn quá trời. Rồi bây giờ giới thiệu dài đi ha. Đôi đầu tiên. Em cứ nói đi. Em nói là làm sao em có được nó, rồi em mua như thế nào. Rồi tên của nó vậy thôi là được rồi. Đây này là Jordan 1 Royal Blue mà phiên bản bằng giải Planet. Đây này thì em mua cũng 2 năm rồi, hồi tháng 3 2018. Ok. Ok. Em nói cái giá retail được không? Nếu cái giá nhớ là 180 nhưng mà mua ở trên Go thì người ta bán 120 thôi. Rồi. Ship luôn. Tại để anh để cái giá cho các bạn biết thôi, information thôi. Ok. Ok. Đây này là Andy Human Ray. Giá là 250 đô. Nhưng mà em mua được từ một người bạn ở trên Discord. Nó lớn lớn nha. Ok. Cái này nói lại nha, đây này là okay. 250 đô. Nhưng mà mua trên người, mua một người bạn Discord, người ta đưa cái đường link để bạn để mua. Ồ, giảm giá hả? Giảm giá thì còn là 190. Ok. Thì đâu này thì kiếm được cái giá steal mà còn mới á thì mình phải đi săn và những cái group Discord á thì lâu lắm thì mới có được một lần thôi. Đây này thì chỉ mới mua được một năm nay thôi à. Ok. Ok. Tiếp theo. Đây này là Jordan 1 City of Play. Đây này chỉ phát hành ở Los Angeles. Thì cái mình thích nhất ở đây này á. Ok, lấy năm nay không? No, anh sẽ em cứ nói đi. Mua chỉ với 160 nhưng mà mình mua ở eBay. Thì lúc đó nó bị rớt giá thì 100 đồng thôi. Ok. Có cái gì đặc biệt em mới nói mới nãy? Đặc biệt của đôi này á thì là nó in trong bản đồ của thành phố Los Angeles. Los Angeles trong là... ok. Cái lò lót dài này. Vậy thôi. Rồi. Tiếp tục em cứ tiếp tục đi nha. Tiếp tục là một cục tạ Balencia cạc. Là thương hiệu của Andy Vũ đó các bạn. Cái đôi này thì mình mua cho mình gần sinh nhật mình thì mình mua mà tự tặng cho mình. Tự tặng luôn. Tự tặng cho mình. Tự đi cài tự tặng luôn. Đi cài tự tặng luôn. Tháng này chắc tao nghĩ là ăn mì gói chắc luôn. Đôi này thì ăn bánh sinh nhật trừ cơm à. Đúng rồi. Đôi này á thì lúc mình mua thì nó không còn là của Made in của Ý nữa, mình là China. Tên lý do. Lý do thì Balen họ đã chuyển tất cả những cái dây chuyền sản xuất của đôi này qua bên China cho nó rẻ. Cái công mà, cái lao công đó. Đúng rồi. Nhưng mà mình phải kiếm, bắt buộc mình phải kiếm là Made in của Ý. Thì đây Made in Italy. Thì mình mua với giá là giá bình thường nó là 800 mấy mình không nhớ. Nhưng em nghĩ là 895 hay gì đó, hay 850 hay là hình như 875. Thì lúc đó thì mình mua một người trên seller trên Go. Goat, mà, ok. Yeah. Mình offer cho họ là 890. Thì mình offer 3 ngày thì họ đồng ý. Được. Mình có được nơi này. Cảm nghĩ sao của em về nó? Thì nhanh thôi. Tại sẽ cho các bạn chó gì đó. Cái này tạc lon nó lỗ đầu quá. Ok, tiếp theo. Tiếp theo là đôi Jordan 6 Tinker Hatfield. Thì tình cờ bữa đó đi vô mall thôi, vô Super Play. Thì mua, mình kiếm đôi Jordan 1 Hyper Royal thì không có. Thì tình cờ thì một cái anh nhân viên ảnh nói là ô, tao có đôi này nè. Ok, thì mày muốn coi không? Thì ok, mình coi rồi mình mua. Mình mua với giá như là cái duyên rồi không? Cái duyên, thì cái duyên. Mình mua với giá là 234 đô. Là luôn thế. Chứ lại cái dáng của nó cám dỗ em hả? Giống như những cô gái. Đúng rồi. Cám dịnh. Cái này làm truyền nhân cho Andy Vũ được chưa các bạn? Không, mình ở bên dưới nha các bạn. Cái mình đâu. Đây này thì Gigi Lutin. Rồi, cái này là tao thấy bóng dáng Andy Vũ rồi đó. Một hồi tao sẽ break down nó. Thì bình thường á, ở đây nó sẽ là những cái lằn dọc xanh xanh đậm đậm. Đúng rồi. Thì ra vô tối một chút nữa thì nó mới hiện lên, thì bây giờ nó không có hiện được. Nhưng mà mình cũng dễ bấy bá rồi. Nhưng giúp cho nó hiện lên đó thì nó lấy luôn chiếc dạo hoàng để làm cho hiện luôn cho rồi. Quá. Thằng này là một fan của Andy Vũ đó các bạn. Cái này thì là 220 đô. 220 đô. Ok. Của một người bạn để lại. À. Đôi này là cơ duyên nào, lý do nào mà em mua đôi này? Thích hay là sao? Tại lúc đó mình chưa có đôi này. Chưa có luôn, chưa ok. Chưa có, mình muốn mang nó, mình cảm nhận nó ra sao. À, ồ, tức là chưa có V2 luôn á hả? Chưa có V2, chỉ có V1 thôi. Ok,
hiểu rồi. Thì mình mua, mình lấy được có 10 bạn thì là 220. Cảm nhận thì em nói chung đúng rồi, rất anh là nó tốt. Vậy thôi, nhưng mà một điểm không tốt, men thời gian sẽ bị oxy hóa. Oxy hóa vàng, ok. Vậy thôi. Ok, tiếp theo. Một lần nữa, đang dân không phải là dân review dài nha các bạn, cho nên các bạn comment lịch sự. Nó chỉ show cho các bạn coi bộ sưu tập như thế nào thôi. Bạn nói sao mình cũng nghe hết. Đúng rồi, đúng chúng rồi. Ta bình dân lắm. Rồi, đây là Static V2. Ok. Mình mua cái khoan, cái loại này là cái dây Static hay là nguyên cái đôi dài? Cái dây thôi, dài giống anh. Ok. Cái đôi này thì mua tháng 12, 2010 mấy thì không nhớ. Đôi này đi xuống Foot Locker. Mình đi kem nó 1 tiếng 30 phút để mình lấy được nó. Ok. Thì chứ thế thì không phải là mua nó nữa. Tại vì mình người ta trả tiền lại cho mình thì mình có tiền thì mình chơi luôn. Có một cái câu chuyện mà thằng này nó điên cuồng dài dài lắm, một hồi nó sẽ kể cho các bạn nghe. Ở tính cuối video đi. Ok. Đây là Static nha. Đây, đây là Dizzy Ngọc Trinh. Ngọc Trinh miền Tây. Dòng em 56. Nhưng mà giờ mang báo quá không biết, bấy quá không biết còn 56 không nữa. Giờ nó hết Ngọc Trinh rồi em ơi, nó thành Ngọc Trai rồi. Vàng mẹ rồi. Cái này là mình mua Ngọc Xanh luôn hay Ngọc Trinh gì nữa. Cái này là con nhỏ em nó giết. Dết nó mày. Dễ con khủng long lên. Xong rồi bữa đó chùi đến ngày vậy luôn. Xong rồi cái đây này là cũng 220 nhưng mà có cái sự thật chớ chiêu cái đó. Sao? Bữa đó là July 4. À. Mà không biết tại sao nó bị delay. À đúng. Là mình mất 2 tuần lễ mình mới lấy được đôi giày này đi vậy. Đồ. Thì lúc đó thì họ mới sorry mình. Thì cảm nhận là Ngọc Trinh. Bây giờ là Ngọc Trai rồi. Ngọc Trai rồi. Bởi vậy. Ok, tiếp tục. Đấy, anh sẽ lùi ra cho em. Ồ, đôi này hồi xưa anh mê lắm luôn á. Oxfordham. Đúng rồi. Đôi này mình mua với giá. Sao anh nghe cái tên giống như là tự tưởng như là phở đuôi bò ha? Đúng rồi. Đuôi bò hả? Đôi dài phở đuôi bò. Đúng rồi. Phiên bản Việt quá nha. Cái đôi này thì giá lúc đó là mình mua cùng một lượt với đôi 6. Ok. Với đôi cho đường 6 này. Thì giá đó là 1.120. Được. Thì mua về thì mình phải ăn mì nguyên tháng. Đúng trời. Ba má mình chửi quá trời. Cảm nhận thì cái bút của đôi này nó không có gút. Mày mua mày nói với ba má mình luôn hả? Đúng rồi. Ủa, đang là phải giấu. Anh phải nói là con mua đôi này cũng 10 đồng rồi. Nhưng mà sự thật đau lòng lắm á má ơi. Khóc ở bên trong. Hồi xưa anh vậy anh nói má mua đôi này có 100 mà. Giờ ra cái đôi gì hồi xưa á. Rồi giờ giá lên cao rồi mấy mới dám khoe là con mua retail ngàn. Rồi chúng tôi cảm nhận á thì đôi này mình mang size 11.5. Thì các bạn phải mua, các bạn phải mang là size 11 đau size. Okay. đừng như mình mua bất kỳ đôi V1 phải mua đau size. Nó sẽ vừa với cái chân mình. Đúng còn rồi. Mua size 11.5 á Amon lên nửa size nó bị dư khúc này nè, mang kỳ lắm. Ok rồi tiếp. Đây là NMD Human Ray. Cái tên đúng gì rồi, đó thì mình quên mất tiêu rồi. Về cái phần này thì mình quên rồi. Đó này thì mình mua cũ. Mình mua 180 đô thôi, cũng có trình gồm. Đây. Ok. Cơ duyên nào tại sao mua nó? Mình lên kiếm như, cái tại sao phải làm em mua được đó, đó như muốn mua đó. Lên kiếm cái đôi Human Ray mà Festival màu hồng á. Ok. Thì nó lại giá mắc quá. À. Thì mình anh qua mới mua đôi này. Chỉ muốn trải nghiệm và có giống như một cái dòng NMD Human Race. Đây này là đôi 1. Ủa đôi này phải nói là Nguyên thấy nó cháy lắm luôn á các bạn. Đôi 1 yeah. Đôi 1 mình không biết tên, nó gọi là Maisy hay là cái gì đó. Mình chỉ biết nó là yellow thôi. Ok. Em có thể đặt tên nó là Thunder. Nó giống như đôi 4 Thunder sấm sét á. Yeah. Đôi này cái cơ duyên rất là kỳ cục. À. Tại sao? 3 giờ sáng mở app Go lên. À. Lúc đó dài mình kiếm đôi trên một red là the pen á, mình kiếm đôi 2011 cái đôi mà có chỉ ít á. À. Ở đây nè thì mà kiếm thì giá nó chát quá. Thì lúc đó thì đang lục thì mới thấy ảnh ra. Thì thằng xe là nó bán 150. À. Thì 150 thì nó dùng giá cũng ok, thì mình thấy nó này lạ
lúc mà mình mua xong thì mình mới phát hiện ra đó, đôi này thực sự giá khoảng 100 triệu. Ghê vậy? Nó từ 800 đi lên. Đủ. Mà đôi này người ta mua là người ta giữ, người ta không có bán. Ừ. Tại vì nó quá hiếm. Với một phần đôi này mình không thích, da nó quá cứng đi. Da cứng à? Cứng à, đôi quanh có nhiều đôi nó cứng, có nhiều đôi cái chất liệu nó lại mềm, nó cải thiện. Đó là cứng. Cho nên tùy loại thôi. Tùy loại. Đôi tùy cái năm sản xuất á. 2011. 2011. 2011. Sau đó sau này nó mới cải thiện lại làm mềm hơn. Cái này là Balenciaga crack. Balenciaga crack nữa. Cái này thì mình coi clip review á, mình thấy nó cũng ngộ. Thì mình nghe nói nó nhẹ hơn đôi chiếc web. À. Thì mình mua nó thử. Thì đôi này giá rất là siêu. Dạ. Yeah. Chỉ mới 500 đô thôi. Rồi ăn mì gói nữa con. Cái giá gốc là mấy trăm á, vì mình không nhớ. Thì mình mua nó thì có giá 500. Nhưng mà buồn cái là không có hộp. À. Thì đôi này nhẹ hơn chiếc web. Giải thì nó good hơn. Và cái đây các bạn nhìn tướng mũ không? Nó thật ra là nó bằng da đó. Nó rất là mềm. Đối với những người thường thấy video này mày cầm đôi da này sẽ nói mày là thằng ngu. Nhưng mày phải nói lại với họ là không, tôi thần kinh. Đúng rồi. Thần kinh dài. Những cái gì dài đó. Tôi là những thằng thần kinh. Đôi này là Zone 1 Rookie. Đôi này cũng mua tại Superlay 174 đô. Đôi này anh rất là mê luôn, rất là thích luôn mà anh không mua được. Đôi này tình cờ thôi, đi làm về đặt vô mò, lúc đó mò 8 giờ họ đóng cửa. May mắn lắm luôn. Mình còn bình nửa tiếng à, mới đi lẹ, tại vì buổi sáng ngủ quên, không có kem được. Xong rồi mới vô, nói, ê mày còn, mày có đôi này không? Cái nó lại, nó hỏi, ơ tao có nè. Tao còn đúng đôi này duy nhất của mày thôi đó. Bữa anh cũng thấy display, anh lại anh hỏi, size 12. Thì đó, đây, nó đây. Ô, đây, đây. Mấy vì, ô, Super League của Wintermore phải không? Đúng rồi, nó. À, đồ, vậy là nó rồi các bạn. Bữa cứ nguyên vô, nguyên hỏi luôn, thì ra má thằng này nó có duyên thiệt. Size 8.5 nguyên không có. Đúng rồi. Thì nó, ô, có hả? À. Ok, tao lấy liền. Đồ, mình mua đồ này mình phải lấy hốt liền luôn á. Mình mua mình không cần thử gì á. À. Mình mua là, ok, rồi vậy thôi. Tính tiền tao đem Steel. 174 đô và bây giờ cái size 12 này lên 500 đô gần 500 đô á. Nói nghe thôi. Cái này cứ lưng hết da mềm. Size 12 sao tao mang trời. À, cái này cái đời này nó mềm lắm. Mềm lắm. Mềm lắm luôn á các bạn coi kìa. Đâu nó xạo đâu. Nó là thumb leather đó. Thumb leather. Mềm lắm. Rồi. Nè. Tiếp tục. Tiếp tục là Adidas 4D. Đó này mua cổ. Mày 3D mà. 3D mi. Chơi giờ chơi tới 4D luôn hả? Đúng rồi. Đôi này thì mua cũ thôi. À. 200 đồng. Ở trên cũng là trên Go. Thì mình rất thích mua Go. Nó có giá steel rồi. Nó legit check cho mình đó. Legit check rồi mình nếu mong muốn mà mình buôn bán á. Đỡ phải sợ nó fake. Lại nó cho mình nhiều quyền lợi hơn nữa. Quyền lợi à ok. Cái đôi này rất là thích. Nhưng mà bù lại nó thua Travis thì nó quá nặng đi. Tại phần đế nó quá nặng. Đúng rồi. Và một phần nữa nó mang ok hơn Ultraboost tại vì nó nảy, mình bạn bước một bước nó sẽ nảy lên một bước. Cũng có ghê vậy. Giống như có người nâng đỡ bạn á. Đôi này mình thì theo ý kiến cá nhân thôi nha. Nên đi gym. Dạ. Yeah. Nó nặng. À. Nó nặng nó sẽ tốt hơn một chút. Để tập chân đúng không? Đúng rồi. Và recommend là không nên mang đi bộ. Vì mang 10 phút, 15 phút cái lòng bàn chân sẽ rất là mỏi. À ok. Không nên mang. Cái này mang để đi chơi nửa ngày hay là mấy tiếng thôi. Đúng rồi. Hoặc là đi shoe giống như cái gì đó. Sneaker. Để đi sneaker con. Đúng rồi. Rồi. Thì mang. Một phần nữa mình thích hơn Ultra Boost giải Ram Knit 2 lớp. Mùa đông không sợ lạnh. Thấy nó dày hơn. Đúng. Mùa đông không lạnh, còn nếu không thì chiếc khăn gió ấm. Khánh Phương. Okay. Tiếp đi nào. Ok. Nike Air Wrestle of White. Ok. Đôi này thì không có hai cái giày này đâu. Mình xin của người ta đó. Người ta cho mình. Thì đôi này mình mua retail. Ok. 100 mấy không nhớ quên rồi. Đôi tại sao mua nó? Thấy nó lạ. Lạ hả? Và mình cầm đôi này, đôi OG đôi rất là nhẹ. Thọt cái chân. Anh mê đôi OG lắm luôn. Rất là nhẹ. Đôi này có thể làm mọi thứ, đạp xe đạp, đi gym, đi daily hàng ngày, đi mọi thứ. Recommend nào. Mua đôi này không cần ốc ngoài cũng được, mua đôi bình thường cũng được. Ủa tôi tưởng nó ốc ngoài đâu, mày đạp xe đạp phí vậy? Đứng lên xe đạp. Ồ, tại mình đâu phải là hai bít đâu. Vẫn đi skateboard đây, mòn lớp của từ skateboard. Đó, đây, mòn mua đó. Dài là phải mang dài nha. Đúng các rồi. Bạn, không cần biết nó là cái gì.
giải mát, mềm và nhẹ như bài. Wear your shoe. Đúng rồi. Còn ở Việt Nam mà ai mang dơ không sợ sợ đâu, ra Nguyễn Tiểu La gặp ai? Andy Vũ. Diệp Vũ à? Vũ ơi, anh Vũ ơi, nhắn để giùm em đi nhở. Không có giá tiền nữa. Ok, đây. À. Nhưng mà mình không thích á. Lúc đầu nó sẽ là màu xanh hơi ống, màu xanh nước biển mà lợt lợt. Từ từ nó bị oxy hóa nè, vàng, vàng. Đúng rồi. Vàng. Đó là điều mình không thích của Off White. Mình nếu bạn muốn như vậy, giữ mẹ nhà đi khỏi. Khỏi mẹ, thôi khỏi mua luôn đi. Còn mình á, chơi luôn à? Bảy. Ok. Rồi tiếp tục. Đồ trong bọc luôn, giống đi bán vé số vậy. Cao nhân bán vé số. Bần đạo trên trời xuống thì gọi là thiên tử giáng trần, nhưng mà biệt danh là Thiên Long Bát Bộ. À, Thiên Long Bát Bộ. Nhưng mà ở bên Tiền Giang hay gọi bần đạo là cao nhân bán vé số. À, cao nhân bán vé số. Xin ra nha. Nhưng mà không phải đâu. Nè hả? Ủa sao lừa tình vậy? Lừa tình chứ. Được, oh man, cái đôi này Air Force One Off White. Oh man. Không biết các bạn nghĩ sao, nhưng đôi xanh Nguyên nhận thích. Nhưng mà đối với cho Nguyên chọn, Nguyên sẽ chọn đôi này. Nó quá đẹp đi. Đôi này á thì mình mua. Má đúng là cao nhân thiệt luôn, nó hơn Andy Vũ luôn, nó phá đôi dài kìa. DT má nó thiệt luôn. DT là dân đi là chơi. Đi là tên mình, à. Đi là tên của bạn gái mà. À. Còn dịch lại nữa là đi toan, là đi toan mẹ đôi dài luôn. Ok, trở lại vấn đề. Okay. Cơ duyên nào tại sao mua? Thì bữa đó buồn quá. Đâu ghê vậy? Buồn quá mà mình bữa đó cũng buồn mà không biết làm gì hết trơn á, ở nhà chán. Thì khóc luôn. Má vậy thôi, các bạn không nên bắt chước nha. Kiểu này há ăn mì gói tiếp nữa. Hứng lên vậy thôi hả? Hứng lên thôi. Rồi gì đây? Trời đất ơi, đồ má chơi tới Chelsea Boots luôn. Bye bye bye. Chelsea Sneaker chứ. Đúng rồi. Này là Nike Chelsea thôi. Chelsea Sneaker. Cái này là Nike Stephen cái gì đó. À giờ tại tao coi trong camera tao không thấy, giờ mới thấy cái dấu Swoosh. Đây, Nike. Đó này là mang để skateboard, nhưng mà nếu mà mình đi bận đồ vest, mình lịch sự thì lúc nào mình cũng mang đôi này. Cho anh mượn chiếc rồi, anh nói cái tên. Ồ, đôi này nó gọi là Nike SB Stephen Chanosky. Cái giọng này cũng được lắm đó các bạn. Đôi đẹp man. Cơ duyên thì đi Black Friday. Ồ, Black Friday năm nào? Năm trước. $30. $30. $110 còn $30. Được. Đôi này mình mang để đi nhà thờ, mình đi bất kỳ cái gì mình cảm lịch sự. Mình phải mang đôi này. Okay. Đi gặp ba mẹ bạn gái thì sao? Phải mang chứ. Mang đi cơ chửi chết. Gặp ba mẹ gái mang mẹ giúp lông đi. Đúng rồi. Được. Lại khỏi tốn tiền, còn thêm đôi giớ nữa. Trời ơi, cái đôi dài đạp xe đạp. Má nữa. Đôi này là thiệt luôn. Nike Off White gì đó, không biết. Thì các bạn biết thì comment down below giùm mình. Đây này là mình mua cũng Black Friday luôn. Thì sự thật tình cờ, rất là tình cờ, mình đi lên Black Friday, mình đi kiếm mấy đôi giày sale như mấy đôi này nè. Ok. Thì lúc mà mình check out ra đó, mình đi tính tiền, mình thấy của thấy cái đôi này nó nằm trên kệ. Ủa, mình nói cái cô Vương Ngân đó, ê mày đưa tao coi. Thì cổ mới đưa mình. Má này hên mình, hình như tại cái size lớn á cho nên nó dư á man. Thì tao hút cái size nhỏ trước. Xong rồi, ok. Đưa tao đi, tao lấy luôn. Size 12 phải không? Thế này size 15 rưỡi anh. Đấy, đủ 15 luôn hả? Nhưng mà cái này là size phụ nữ. À, phụ nữ, à. Cái này là cho phụ nữ. À, mày hốt luôn. Hốt luôn. Đồ. Thì đôi này mình mang không dư. Vừa luôn hả? Vừa điên luôn. Má hên thiệt. Đôi này im. Im. Giá nó lên nhiêu rồi? Đôi này hè không biết. Bây giờ không có coi nhiều. Thôi để anh lên anh cập nhật lại rồi anh để lên. Đôi này thì màn hình cho các bạn. Giá on sale $45 là. $45 đồ. Nhưng mà giá hình như em nhớ đúng đâu là lúc mới ra là cũng 100 mấy, 200, em không nhận. Tôi nghĩ tại vì size woman mà nó lớn quá, đâu ai mang đâu, thì nó phải thì, giảm thôi. Câu cách xin cũng mới nói là có người đem tới, mua online rồi, đem tới trả lại cho người ta. Có khi họ không thích á. Đúng rồi. Xe đạp, xe dài đạp xe đạp mà. Các bạn nhớ subscribe channel, tại vì có thể Nguyên sẽ chia cái video ra làm 2 tập nha các bạn. Nếu như phần mềm của Nguyên cho phép hơn 30 phút, đồ. Má đẹp man. Yeezy Earth cũng tại show ballet. Và mình phải cự lộn với thằng cashier. Tại sao? 12 giờ cho vô thì 12 giờ phải đi vô mua. À. Mày đứng ngoài kia tao phải kêu mày vô. Mình nói là
tao xe 11 rưỡi, giờ mà có xe 12 không? Nó lại cự mình, mày có xe 11 rưỡi mà tao xe mình đâu 12. Ồ, tưởng mày là reseller. Tao mang kẻ thật. Thì anh kia nó nói ok, ờ, mày lấy nó 12 đi. Thì đây, đây là bữa mình lại ở nhà của một người cháu thì mình cột cái kiểu kho, kho cho nó coi. Còn bên đây thì còn zin, còn tiền luôn, chưa có mang luôn nha, desktop đàng hoàng. Bữa nào thắt dây hình mặt Andy Vũ á. Đúng rồi. Một bên mặt Andy Vũ, mặt bên mặt Dr. Kim. Đây là Vũ á, lại á, biết sao không, thắt dây để làm gì? À. Không tốn tiền chùi dài. Tất Dr. Kim mày làm gì? À. Đổ xe khỏi tốn tiền. Cái này thì van. Van. Đúng không, mày có mấy đôi độc không hả ta? Cái này là chủ đề về địa lý. Rồi. Lại là Andy Vũ nữa. Lâu lâu nó hay làm mấy cái động vật trong story đó các bạn nhớ không? Trời ơi, National Geographic luôn. Á, à, rồi là ác tiệt. Các bạn biết cái chương trình này trên TV của Mỹ đó, chương trình về động vật. Quá cái đôi dài đúng búa đi. Resale 75 đô la. Được. Bữa đó là ngày của ba, đi mua dài cho ba. Sợ sẵn tiện vô Ford Lux, Subaru, chắc có cái dài mình thích không? Không có. Đạt có ven. Được. Vậy là mày có mua cho ổng đôi nào không? Ổng. Ngày ngày trang của ổng đôi phải không? Đôi. Mà đôi mày ngon hơn ổng hơn? Không, đôi ba em là cho được một lô. Cho được một lô. Còn cái này. Đôi mà Chicago mà cho anh coi đó. À. Mà ngày trang mà mày mua dài chi vậy? Tại vì Covid-19 nó đóng cửa, tại đâu đi ăn đâu. Mày ông nội luôn rồi chứ qua ngày cha nữa. Rồi để xuống đi tiếp tục. Mấy thằng học dốt là cái mi nào không cần tới lớp mà đem thi cao, muốn biết là tại sao vì tao suy nghĩ ngoài cái học, gặp ngoài đời dám kêu anh đi vụ có mày cái pop, mày nghe trong playlist qua như mày nhạc của tao, ngay cả con nhỏ mày thích nằm trong cái zone của tao. Về ba, hết rồi, về. Rồi quá.